Giới chức Nepal cho biết ngày 29 tháng 5, một máy bay tư nhân chở 22 người đã bị mất tích khi đang trên đường từ thị trấn du lịch Pokhara, cách thủ đô Kathmandu 200 km về phía Tây Bắc, đến khu vực Chomsom, cách thủ đô 80 km về phía Tây Bắc. Theo đó, hai máy bay trực thăng đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay chở theo 22 người mất tích trước đó. Tuy nhiên, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều do điều kiện thời tiết xấu nên đang cản trở nỗ lực tìm kiếm. Trước đó, hãng hàng không tư nhân Tara Air của Nepal xác nhận chiếc máy bay Twin Otter đã mất liên lạc với mặt đất không lâu sau khi cất cánh từ thị trấn Pokhara ở phía tây Nepal lúc 9 giờ 55 phút giờ địa phương, tức 4 giờ 10 phút theo giờ quốc tế. Trên máy bay lúc đó có 22 người, gồm 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Tara Air xác nhận, trong số những hành khách trên máy bay có 4 công dân Ấn Độ và 2 khách nước ngoài chưa rõ quốc tịch.